Alo, chào mọi người. Đây là khung cảnh Vinhome Landmark. Đây là cái park. Buổi chiều mọi người tụ tập rất là đông. Thời tiết hôm nay ở Sài Gòn rất đẹp. Buổi sáng trời se lạnh, cả ngày mát mẻ. Mọi người tụ tập ra công viên rất là đông vui. Tại đây nó cạnh bờ sông á, nên không khí rất là mát. Đây không biết là một cái huấn luyện gì đây, mà sao thấy toàn là cát. Thầy cũng đầu trọc, mà trò cũng đầu trọc, không biết môn phái gì nữa. Đang cái này đang huấn luyện cái gì đây? Các bạn trẻ này đang học cái gì? Ê. Đây. Ở đây người ta ra rất là đông vui. Rất là đông vui. Buổi chiều thời tiết đẹp vô cùng. Mát rồi. Buổi sáng ra là hơi lạnh đó nha. Sài Gòn năm nay là có vẻ là trời nó cũng thời tiết mùa này mà bắt đầu thấy se lạnh đó. Sài Gòn mà lạnh là điều hiếm thấy. Sáng đi tập thể dục thấy trời cũng lạnh. Cái khu vực này nó là một cái park của cái Vinhome này, nhưng mà nó phục vụ cho cộng đồng, mọi người ta vào người ta chơi. Mọi người ở xung quanh này họ vào rất là đông. Gia đình ra đây chơi, có cả người nước ngoài. Đấy. Người coi cuộc sống đúng là chất lượng ở chỗ này. Chất lượng cuộc sống nó vậy thôi. Chào Thượng Sĩ Nhất. Chào Trần Hà, chào Ngọc Sơn, Nga Phạm, Jimmy Hiệp. Đây, ở đây mọi người đang thả diều đây. Đây. Vui, mát, rất là mát. Hai mẹ con đi lang thang. Anh Thượng Sĩ Nhất thấy chỗ này đẹp không? Người thì xuống cho cá ăn, hồ cá rất nhiều. Đây. Con nít được chơi. Thế thôi. Ở bên kia là bờ sông. Thấy nó họ làm những cái chỗ cao lên để người ta lên đó người ta xem nè, ta quay phim, ta lên đứng trên đó để mà ngắm toàn cảnh. Cái cư dân ở đây thì không có nhiều như vậy. Cái này có thể là những người ở những cái chỗ khác họ đến họ chơi. Họ ở cho có thể là họ ở những cái chỗ khác họ đến họ chơi, chứ còn cư dân ở đây không có đông dữ vậy đâu. Những cái park này là nó phục vụ cho cộng đồng, ai muốn vào thì vào. Rất là lớn, park này lớn lắm. Buổi sáng là đi một vòng là mấy cây số. Này đang quay ở Landmark chứ Cali cái gì nữa, mệt quá. Landmark 81 chứ không phải Cali, phải bả hoài. Singapore làm gì có, đang quay ở Landmark 81 mà cái gì rồi, Jimmy Hiệp cái gì nói là đang ở Singapore 7. Vậy hoài. Không biết các bạn trẻ này đang huấn luyện cái gì để em tò mò xem tí nha. Em xem thử coi bác các bạn này làm gì. Sao bên ngoài kia em ơi, chỗ khác bây giờ chị thấy chị đang. Cứ thì gấp thôi, người ta đợi con ai, bỏ xuống đây đi gấp tờ khác đi.
các con đang học cái gì vậy? Học về gì? Chơi teamwork. À, các bạn trẻ đang chơi. Đấy, sinh hoạt là xã hội, sinh hoạt như vậy là văn minh lắm rồi. Coi. Teamwork là cái cách người ta huấn luyện cho làm việc nhóm á. Làm việc nhóm, huấn luyện kỹ năng làm việc nhóm. Hai cầu thủ này. Ôi, đừng có bóp cổ con. Đừng bóp cổ em con. Ôi, mới chơi quýnh lộn rồi. Anh này dữ. Không, cái này của em đó. Ừ, chào, chào con, trân trọng hiền. Chào con. Ê. Con, ê, chào, ép, dễ thương. Chào, dễ thương. Thằng này bay flycam. Đi ra ngồi dòng sông nha. Đi ra dòng sông kia đi. Thì nói chuyện mà bây giờ chuyện mà nghèo đói thì ở đâu cũng có người nghèo, ở đâu cũng có người giàu. Ví dụ như bây giờ mình nhìn cái cảnh mà homeless ở Mỹ rồi cho nó nước Mỹ nghèo thì nó đâu có đúng. Nó chỉ là một bộ phận thôi. Còn nhìn một cái đất nước, nhìn một cái nền kinh tế là phải có một cái nhìn nó tổng thể. Chứ còn ở đâu mà toàn là giàu không, mà ở đâu toàn là nghèo không làm gì có. Nha. Việt Nam thì tất nhiên ở đâu cũng cái tỷ, bây giờ nói thẳng luôn, quốc gia nào cũng vậy, cái người nghèo bao giờ cũng nhiều hơn người giàu. Vậy thôi, ở đâu cũng thế cả. Nhìn toàn cục cái nền kinh tế theo những cái con số, những cái thống kê của nước ngoài đánh giá nó mới chính xác chứ. Còn nghèo giàu thì ở đâu chẳng có. Nói chung là cái khu vực này á, thì nó dành cho cái giới họ ở cái bậc trung. Đây bờ sông Sài Gòn đây. Rồi cái này là xe bớt nha. Cái này xe bớt Sài Gòn Water Bus. Sài Gòn Water Bus đó, đó xe bớt chạy trên sông. Đấy, cái này chắc họ đi Sài Gòn đi lên Thủ Đức thì cái gì đó chắc vậy. Đấy, du thuyền quá trời không? Du thuyền rất nhiều nhé.